Bây ơi, bây ơi, bây ơi, bữa nay tao lớp rồi bê ơi. Bữa nay cái bình thường cái tao đăng video là 100 mấy ngàn người, 200 mấy ngàn người coi không hà viral. Mà tao thấy lắm gại cái tao lớp rồi bê ơi. Ê, mà tao chịu vậy đó nha, thôi kệ lớp lớp cũng được, đúng sao chân lớp lớp cũng được nữa. Tại vì tao thấy viral và cái tao sợ sợ bê ơi. Mà ở ngoài nhìn tao đảng hậu dữ lắm. Cái ra ngoài người ta nhận ra tao, tao mắc cỡ dữ lắm bê ơi. Tao đi đâu cái tao cũng, tao che lại hết, tao che lại hết. Ở ngoài tao không có tha son phấn đồ gì hết trơn á. Bởi vì tao mặc cảm, tao mắc cỡ dữ lắm. Bữa hổm tao lên hóc cây đô sushi ở trên, kể như là ở trên Sài Gòn tao ăn đó, ăn một mình hà. Bây coi tao vậy chứ tao đi đâu tao điên mình hà, hoặc là trời ơi một đứa bạn hai đứa bạn gọi hết đó. Các con người nhận ra tao bi ơi. Cái tao kiểu chị ơi chụp cho em tấm hình chị ơi. Ôi đó tao mắc cỡ dữ lắm, tao chỉ tưởng mạng xã hội là ảo thôi. Đã lúc anh xa mặt trời chẳng còn giữ những nơi đây khi em vô đồn ta chìm dần nằm trong góc tối tim em chỉ còn đôi lần được mơ thấy cả lúc xưa làm em nhớ anh mưa làm đêm dài hơn anh biết không em lại mang ký ức trở về sao em không thể nào buông tay để quên được anh. Chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài
đúng không? Mưa nào mà không tạnh. Thank you.
hold me, how she hold me, she did, to look at her.